Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em. Chúng ta hân hoan vui mừng mừng Đức Mẹ là Mẹ Chúa Trời và Đức Mẹ là Mẹ Hội Thánh, là Mẹ mỗi người chúng ta, trong tâm tình tạ ơn cuối năm và hướng đến năm mới. Xin Đức Mẹ yêu thương luôn bảo trợ chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bethlehem. Họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ kể lại điều họ đã được nghe nói về hài nhi này. Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa vì mọi điều họ đã được nghe. Họ đã được tai nghe mắt thấy theo như họ đã được loan báo. Khi hài nhi được đủ 8 ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho hài nhi là Giêsu. Đó là tên mà sứ thần đã đặt cho người trước khi người được thụ thai trong lòng mẹ. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em rất thân mến, chúng ta đang ở trong mùa Giáng sinh và năm nay giáo hội lại mời gọi chúng ta hướng về các gia đình, đặc biệt là những gia đình trẻ. Và hôm nay chúng ta trong tâm tình mừng lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, chúng ta thử dừng một chút tâm tình và đời sống của chúng ta để chiêm ngắm hình ảnh của người mẹ ấy. Thánh Tô-ma của dòng chúng con có một câu nói như thế này: siêu nhiên không phá đổ tự nhiên, nhưng kiện toàn tự nhiên. Điều ấy chúng ta đã được thấy ngay trong cuộc truyền tin mà Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến với mẹ Maria. Một Thiên Chúa không áp đặt cho con người chúng ta, nhưng là một lời mời gọi để chúng ta tự do trao tặng bản thân mình, trao tặng cuộc đời của mình để cộng tác với Ngài trong chương trình cứu độ ấy. Đó là điều đầu tiên chúng ta được nhận thấy nơi đức tin của mẹ Maria. Đức tin ấy là một đức tin tự do để dâng tặng, mà nói như lời của Thánh Bernardo, dường như cả nhân loại thinh lặng trước khi Đức Mẹ Maria thưa lên lời thưa xin vâng. Nhân loại yên lặng để chờ đợi một câu nói, một sự đồng ý của một con người như biết bao nhiêu con người bình thường khác, nhưng đã được nghĩa cử với Thiên Chúa và được Ngài mời gọi để cộng tác vào trong chương trình của Ngài. Điều ấy cho chúng ta một cảm nghiệm rất rõ: chẳng có Chúa nào bắt chúng ta đến với Ngài bằng sự áp đặt. Chẳng có Chúa nào lại bắt chúng ta sống với Ngài bằng những lề luật như một gánh nặng vác ở trên vai, nhưng mời gọi chúng ta sống với Ngài bằng tâm tình tự do và trao tặng. Khi ấy thì chúng ta mới thấy được cái giá trị của một người mẹ, của một người cha trong gia đình, cái giá trị của những con người
biết sống hy sinh và phục vụ, trao tặng bản thân mình cho một ai khác trong cuộc đời của chúng ta. Điều thứ hai chúng ta có thể nhận thấy được nơi đức tin của mẹ Maria, đó là một đức tin được kín múc từ trong dòng chảy đức tin của dân tộc mình, của gia đình mình. Cho nên chúng ta đã thấy được một cái sự nghi ngại khi mà sứ thần Gabriel truyền tin. Mẹ đã tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì? Và rồi tôi không biết đến việc vợ chồng. Một tâm tình rất đơn sơ và rất bình thường của một con người khi đã biết và đã chọn và đã sống cái điều mà mình khấn hứa với Thiên Chúa. Nhưng lúc này trước lời mời gọi của Thiên Chúa thì Đức Mẹ đã thưa lên lời thưa xin vâng ấy. Thưa quý ông bà và anh chị em, lời thưa xin vâng ấy không phải chỉ của riêng cá nhân Đức Mẹ, mà nó đã được kín múc từ trong cái dòng chảy đức tin của dân tộc Do Thái. Một dân tộc đã để cho Thiên Chúa đi vào trong cái dòng chảy đời sống của dân tộc mình. Một dân tộc đã luôn để cho Thiên Chúa có một chỗ hiện diện trong đời sống đức tin của họ. Và đặc biệt hơn nữa, cái dòng chảy đức tin ấy nó được chảy trong cái dòng huyết quản của Đức Mẹ Maria, bởi chính một gia đình thánh, đó là gia đình thánh Gioakim và thánh Anna. Đó là điều để cho chúng ta hiểu được rằng con đường đức tin của chúng ta cũng thế. Lời thưa xin vâng là cá nhân của chúng ta với Thiên Chúa, nhưng để sống lời thưa xin vâng ấy, chúng ta cần phải có cộng đoàn, cần phải có gia đình, cần phải có hội thánh để nâng đỡ đời sống đức tin của chúng ta. Đó là điều mà chúng ta đã được cảm nhận nơi chính dòng chảy đức tin mà Đức Mẹ đã kín múc từ ngay chính trong dân tộc mình, từ ngay chính trong gia đình của mình, để rồi Đức Mẹ đã thưa lên lời thưa xin vâng ấy. Điều thứ ba chúng ta cũng có thể đọc được nơi tâm tình của mẹ Maria, và đặc biệt qua tâm tình ấy để chúng ta nhận thấy một Thiên Chúa, một Thiên Chúa đang đam mê con người. Con có hỏi trong một thánh lễ là căn bệnh nan y của Thiên Chúa là bệnh gì, thì có người trả lời là Thiên Chúa có một cái chứng bệnh, đó là chứng bệnh hay quên. Thiên Chúa có một cái chứng bệnh, đó là chứng bệnh yêu. Nhưng mà theo con thì Thiên Chúa có một cái chứng bệnh nan y, đó là bệnh đam mê con người. Chính vì đam mê con người mà Thiên Chúa đã đến một cách rất bình thường, trở nên một con người bình thường và có một cuộc đời bình thường. Tình ấy giúp cho chúng ta sống đạo nhiều hy vọng hơn, nhiều ý nghĩa hơn. Chúng ta có thể cảm nếm được cái sự day dứt nơi tâm tình của Abraham khi mà Thiên Chúa ban cho ông một cái người con duy nhất là Isaac, đồng thời với một lời hứa, một dòng dõi đông như sao trên trời, như cát bãi biển. Vậy mà cái niềm hy vọng ấy, nhỏ nhoi ấy, duy nhất ấy, Thiên Chúa lại muốn ông dâng lên cho Ngài. Chẳng có thể diễn tả được tâm tình của một người cha nào mà khi con của mình hỏi: cha ơi, đã có củi đây rồi, đã có lửa đây rồi, thế thì cái vật hiến tế cho Thiên Chúa là vật gì đây, là con thú nào đây? Abraham không thể trả lời Isaac được. Chúng ta nhận thấy cái sự day dứt ấy nơi tâm tình sống đức tin của Abraham cũng như của tất cả chúng ta khi chúng ta đứng trước những chọn lựa, đâu là điều Chúa muốn và đâu là điều mình muốn. Hay như Giuse cũng thế. Hỡi Giuse, hãy đón Maria về làm bạn của mình, về nhà của mình, và hãy đặt tên cho con trẻ mà Maria sinh ra là Giê-xu. Thánh Giuse đã rất tôn trọng người bạn của mình, và Ngài mong muốn lìa bỏ một cách kín đáo để tôn trọng cái người bạn mà mình đã đính hôn ấy. Thánh Giuse cũng đã muốn sống cái ý muốn của cá nhân mình,
khi mà cảm thấy có nhiều điều khó hiểu. Nhưng rồi, cũng như Abraham, cũng như Giuse, cũng như mẹ Maria, tất cả chúng ta thấy cái lời thưa xin vâng của tất cả những con người ấy trong dòng chảy lịch sử của ân cứu độ, để cho chúng ta nhận ra được một Thiên Chúa luôn luôn sẵn sàng, bằng bất cứ giá nào cũng sẽ sẵn sàng sống cho con người và vì con người. Đó là một niềm hy vọng lớn lao hơn hết, để cho chúng ta thấy ngày hôm nay khi chúng ta mừng đặc tính mà Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa trong đời sống đức tin của chúng ta, để chúng ta hiểu được rằng cái đặc ân ấy không phải để chúng ta lộng vào trong tủ kính để chúng ta trưng trên bàn thờ, nhưng mà cái đặc ân ấy nó cần phải được đưa vào trong đời sống của mỗi chúng ta. Một Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người. Một Thiên Chúa luôn luôn mời gọi tất cả chúng ta cộng tác với Ngài. Một Thiên Chúa không bao giờ áp đặt đức tin của chúng ta. Và một Thiên Chúa luôn luôn mời gọi chúng ta hãy biết kín múc cái đức tin ấy, cái dòng chảy đức tin ấy từ chính những truyền thống của dân tộc, của gia đình, của giáo hội, để chúng ta có thể sống một cách vững vàng trong ơn nghĩa với Chúa và với anh chị em của chúng ta. Con xin được kết thúc bài chia sẻ ngày hôm nay bằng một câu chuyện có thật. Trong một thánh lễ Giáng sinh, có một cha kia hỏi rằng: mấy em thiếu nhi thân mến, các em có thấy có một người mẹ nào mà lại quỳ trước con của mình chưa? Một em nói rằng: dạ thưa con thấy rồi. Dạ, ở đâu? Dạ hang đá. Một em khác giơ tay: dạ thưa con thấy, không phải ở hang đá mà ở nhà con. Mẹ con quỳ xuống nói với con rằng: mẹ lạy con đi lễ dùm cho mẹ. Thưa quý ông bà, anh chị em, một câu chuyện rất ngắn, nhưng mà khi mà con suy gẫm về ngày lễ hôm nay, con thấy rằng để làm mẹ của Thiên Chúa, làm mẹ của người thường đã không đơn giản rồi. Làm mẹ của Thiên Chúa chắc chắn là càng không đơn giản hơn. Thế cho nên chúng ta tạ ơn Chúa cùng với Đức Mẹ Maria, và qua đặc ân Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa xin giúp cho mỗi người chúng ta biết đón nhận cái đức tin ở trong giáo hội, đức tin từ trong gia đình và đức tin của chính cá nhân mình, để chúng ta hiểu được rằng Thiên Chúa luôn là một lời mời gọi để chúng ta đến với Ngài, cộng tác và làm cho chương trình yêu thương, chương trình cứu độ của Ngài được thành toàn bằng chính những cái bổn phận, bằng chính những cái điều mà chúng ta có thể dâng hiến cho Chúa, có thể trao tặng cho tha nhân với tất cả trái tim và lòng nhiệt thành của mỗi chúng ta. Amen.